Đây bây giờ tôi sẽ thử này. Một cái phần khó hơn nữa là bây giờ tôi sẽ thử thử thái cái thịt khô này. Thử này. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào các bác nhé. Tôi tên là Ngọc, tôi ở bên hợp tác xã Đông Sen. Hôm nay tôi lại làm một cái clip để mà giới thiệu cho các bác về một cái con dao. Là con dao này là chuyên dùng để thái. Con dao này chuyên thái nhé. Con dao này có mã là G03. G03 mọi người lưu ý nhé. Con này còn G03. Và con dao này là chuyên chuyên dùng để thái bởi vì là nó mỏng mà. Con dao này có cái lưỡi là được rèn từ thép nhíp ô tô này. Đó, rất sáng bóng, mọi người cứ để ý nhé. Tôi hôm nay tôi sẽ nói chia sẻ nhiều hơn về cái con dao này. Và cái độ dày của cái chiều dài ấy, chiều dài con dao này nó rơi vào tầm khoảng 35 cm. Chiều dài tổng thể ấy, từ đầu này đến cái đầu cán này là vào khoảng 35 cm. Đó, cái chiều dài của lưỡi dao này, chiều dài của lưỡi dao là vào khoảng 20 đến 22 cm nhá. Bởi vì là các sản phẩm này là sản phẩm thủ công ấy, cho nên cái thông số của nó cũng không được chính xác lắm đâu, nó chỉ dao động tầm khoảng 20 đến 22 thôi. Đấy, cái chiều dài lưỡi là 20 đến 22. Còn cái bề rộng của lưỡi, tức là bề rộng hay người ta gọi là bản rộng hoặc là cái chiều cao ấy, thì rơi vào từ khoảng 7 phân rưỡi đến 8 phân, tức là vào bao nhiêu nhỉ? 7 cm, 7 đến 8 cm. Đấy, nói theo kiến thức của cái thông số kỹ thuật chuẩn là 7 đến 8 cm cái chiều rộng này, bề rộng hoặc là chiều cao ấy. Tức là chiều cao là khi mà để cao như vậy người ta gọi là chiều cao. Còn còn đây là em tôi nói là bản rộng là 7 đến 8 cm. Cái độ dày của cái con dao này là nó rơi vào khoảng 1 ly rưỡi. 1 ly rưỡi. 1 đến 1 ly rưỡi bởi vì nó là dao thái mà, dao chuyên thái mà nó sẽ rơi tầm khoảng 1 đến 1 ly rưỡi. Đó. Con dao này là dao bản vuông, tức là cái con dao này dao cơ bản đấy, dao cơ bản nhất dùng trong 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 gia đình là con dao này chuyên dùng sử dụng để thái thôi. Còn một phần nữa là cái cán. Cán được làm từ gỗ cẩm chỉ nhá. Gỗ cẩm chỉ thì thường là người ta, những cái loại gỗ này này là người ta dùng để làm những cái đồ gỗ mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ ấy. Đây là gỗ này là gỗ quý đấy, không phải là gỗ những cái gỗ rẻ đâu, gỗ cẩm chỉ tự nhiên đấy. Đây, mọi người xem của em này. Đó, cái vân nó đẹp như này. Cái gỗ này nó cái đặc điểm cái gỗ này là nó không không mục nước. Cái gỗ này là không mục nước. Vì tức là có nhiều cái loại gỗ mà gỗ nó kém chất lượng hơn như là gỗ xoan này hoặc là những cái gỗ mà nó kém hơn ấy, thì khi trong cái quá trình sử dụng ấy thì nó có thể bị ngấm nước và nó mục. Đấy, nó mục ra đây và nó mục vào trong cái cán dao ở trong này và cuối cùng là nó bị long và nó bị rơi ra. Đó. Ngoài ra thì cái cán này được tra với cái lưỡi bằng cái chốt này nữa. Cái chốt này là chốt ngang. Chốt ngang giữa cái lưỡi và cái cán này, tức là chốt ngang sang ấy, chốt xuyên thâu sang để mà nó chắc chắn hơn, nó không bị tuột được, nó không thể tuột được. Còn bên trong thì được tra bằng keo, keo AB, keo hai thành phần ấy, tra trộn vào bên trong này đi để mà nó chắc chắn. Bởi vì là cái con này là con dao thái cho nên là cái việc chốt ấy, chốt chỉ cần một chốt là được rồi, không cần chốt nhiều đâu. Vì chốt nhiều vào thì nó làm cái thẩm mỹ của con dao nó không 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 được đẹp, con dao không được đẹp. Đó. Con dao này mọi người nhớ dùm tôi là con dao này là dao thái nhé. Đây. Thì mọi người lưu ý này. Trên tất cả các sản phẩm của bên đơn vị chúng tôi ấy, đều được là dập chìm nhé. Dập chìm chữ là HTX Dao Phúc Sen ở đây. Mọi người để ý nhé. Đây mới là các sản phẩm của đơn vị chúng tôi phân phối ra. Và thứ hai nữa là cái đây là đấy, sản phẩm review thôi. Thì bình thường ấy, tất cả các sản phẩm chúng tôi gửi đi đều có một cái tem chống hàng giả màu xanh xanh ở đây. Màu xanh xanh ở đây là tem chống hàng giả của HTX Dao Phúc Sen đấy, để mà tránh những cái trường hợp mà lợi dụng cái thương hiệu chúng tôi để bán những cái hàng mà kém chất lượng cho mọi người, thì lúc đấy là rất là phiền phức. Có nhiều cái fanpage là người ta đang lập ra để mà làm giả cái thương hiệu HTX Dao Phúc Sen tôi rồi, và chúng tôi cũng cảnh báo rồi, cảnh báo tất cả mọi người trên fanpage rồi, mọi người phải lưu ý nhá. Đấy, các sản phẩm tôi đều có chữ dập chìm như này, HTX Dao Phúc Sen ở đây, và thứ hai là có một cái tem chống hàng giả xanh xanh ở đây, lúc nào thế để mà đảm bảo cho người cho anh chị và cho mọi người có thể là mua được những cái sản phẩm tốt nhất, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với những cái sản phẩm này. Đó, cái lưỡi của nó là một ly. Đó, bây giờ tôi sẽ test thử cho mọi người nhé. Tôi sẽ đi thử cho mọi người trải nghiệm xem là con dao này nó dùng tốt hay là không tốt, xem là nó tốt ở mức độ nào nhé mọi người nhé.
Bây giờ tôi sẽ đi thử này. Trước tiên là tôi sẽ thử thái rau củ trước. Thái rau củ trước, tôi sẽ lấy một quả dưa chuột đi. Tất nhiên là những cái này nó rất là mọi người cảm thấy là nó với con dao nào thì mọi người hay 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 có suy nghĩ là con dao nào chả con dao nào đúng không? Thái cái gì như là thái rau củ này thì thái cũng đơn giản thôi. Cho nên là bây giờ tôi sẽ test những cái bài test, những cái bài thử của tôi sẽ thử từ những cái rau củ quả này rồi đến thịt, rồi là đến những cái vật nó cứng hơn như là thịt khô này các thứ nhé mọi người nhé. Đây bây giờ tôi sẽ test thử này, đó rất là sắc, mọi người để ý thấy không? Đó. Bởi vì rau củ thì tất nhiên là con dao nào thái thế thôi, nhưng mà nó mỏng này, mọi người để ý này, con dao mà nó tốt ấy, đây mọi người để ý cái miếng này nhá, con dao mà nó tốt ấy, thì cái miếng này nó rất là mỏng này, để ý thấy không? Thái nhanh nhưng mà cực mỏng luôn, này, mỏng dính như tờ giấy. Tôi không quảng cáo đâu nhá, đây là những cái mà cực kỳ thực tế, tôi đang làm ở đây, tôi đang review, tôi đang đang quay phim ở đây, tôi đang đang cho mọi người chứng kiến là nó cực kỳ thực tế chứ không phải tôi quảng cáo đâu. Tôi muốn là làm sao mà chia sẻ những gì mà tôi biết để mà mọi người có thể là mua được một cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình nhất. Rồi nhá, bây giờ tôi sẽ đây. Bây giờ là tôi sẽ thấy chỉ ra cái ưu điểm của cái sản phẩm này cho mọi người này. Bây giờ tôi sẽ thái một củ hành tây. Tôi sẽ thái một củ hành tây nhá. Củ hành tây chưa bóc. Tôi sẽ bóc đi đã. Tôi sẽ bóc đi đã nhé. Mất thời gian chút nhưng mà tôi sẽ bóc cái này đi để mà nó vệ sinh nó sạch một chút. Đây tôi sẽ chỉ ra cái ưu điểm của cái thằng con dao G03 này. Con dao này bán được rất là nhiều luôn, mọi người mua rất nhiều, anh chị mua rất nhiều vì là con này nó đa dụng lắm. Nó to, nó vừa phải, nó không quá nặng. Con dao này nó chỉ nặng tầm khoảng 300 đến 400 gram thôi. 300 đến 400 gram thôi, nó không quá nặng, con dao thái mà mọi người hay sử dụng trong gia đình mà. Cho nên là bán được nhiều lắm, mọi người hay hay mua con này nhiều lắm. Tôi sẽ thái thử cho mọi người nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người thấy này. Cái ưu điểm của con này này, ưu điểm con dao này, bởi vì là cái bản này nó rộng, nó cao đúng không? Mọi người để ý này, nó 7 phân rưỡi đến 8 phân. Đấy, nó cao. Cho nên là cái việc thái ấy, khi mà mình thái cái vật thể nó cao, bởi vì đây là một cái củ mà hành tây ấy, nó tương đối là to. Nó tương đối là to thì khi mà mình thái như này này. Đó, mình thái như này nó sẽ bị ngập con dao đấy. Nếu mà con dao nhỏ ấy thì thái nó ngập xuống dưới hết. Đây, đó, nhưng mà ở đây con dao to nó sẽ không ngập. Đấy mọi người để ý không? Cái sống dao nó vẫn còn vượt lên một chút. Thì khi đấy mình sẽ tựa, tức là khi mà mình thái nó sẽ có điểm tựa hơn. Nó có điểm tựa thì mình thái nó dễ dàng hơn. Đây nhá, tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy cái điểm tựa nhá. Đây, ví dụ này. Bây giờ mình thái như này đúng không? Thái như này thì mình nếu mà con dao nhỏ ấy thì thái như này nó sẽ bị ngập xuống dưới như này thì mình cái tay của mình thường là mình thái mình giữ cái vật thể như này thì mình không còn điểm tựa nữa. Nhưng mà con dao này cái bản nó rộng. Cái bản nó rộng như này, bản nó rộng như này thì khi mà mình thái nó sẽ có điểm tựa vào cái tay giữ của mình, tay giữ vật thể của mình đây này nhé. Tôi sẽ thử này. Đó, mọi người để ý thấy không? Nó rất là êm. Đó mọi người, cái sản phẩm này mọi người mua rất nhiều, nhất là các bác làm nhà hàng hay là mọi người dùng gia đình cũng hay mua vì nó nhẹ mà nó đa năng. Nó nhẹ nó đa năng. Ngoài ra ấy, do cái bản này nó rộng ấy, ngoài ra mình ví dụ mình thái xong như này, mình thái xong như này mình có thể là mình hót lên như này được đó, mọi người để ý thấy không? Nhưng mà con dao mà bản nhỏ là không làm được nhé. Mình hót như này mình có thể mang sang bên này, vất sang bên này, tức là khi mình thái thịt này các thứ mình cần hót mà đúng không? Đấy, ví dụ như mình cần hót như này này đó, mình có thể là cái bản nó rộng như này thì mình có thể là hót như này, nó sẽ dễ hơn, dễ dàng hơn đó. Và thứ hai nữa là cái bản nó rộng ấy, khi mà mình thái này cái đầu ngón tay này, tức là cái chỗ này mình không bị chạm thớt, còn chạm thớt là cực kỳ khó chịu, không bị chạm thớt, không hề bị chạm thớt, và mình cầm cầm con dao mình giữ như này rất chắc chắn, cái bản nó rộng như này cầm như này mình cực kỳ chắc chắn luôn, nó không bị, tức là nếu mà mình không giữ cẩn thận nó sẽ bị nghiêng, khi mà thái xuống như này nó sẽ bị nghiêng, nó sẽ không chắc chắn và cái vết cắt của nó sẽ không không được đẹp nhá mọi người nhá. Rồi thái rau củ xong rồi, rau củ thì thái con dao nào như con dao nào thôi, vì là thực ra thì con dao nào như con dao nào thôi. Còn bây giờ tôi sẽ thử lấy con dao này tôi sẽ thái thịt nhé. Đây là thái thịt tươi này. Đấy, tôi sẽ thái thử thịt tươi này. Đây mọi người để ý này. Đây. Đó thấy không? Thấy không? Đó. Đấy, thì sắc luôn. Vì cái bản nó to mà, bản nó to như này là mình thái như này, cái vật thể nó to như này mình thái mình cầm giữ thái được miếng to. Nó sẽ không bị vướng gì cả. Đó.
đấy, mọi người để ý nhá. Thứ hai nữa là tôi sẽ cho vào đây, nó còn có một cái lợi thế là mình hót như này cực kỳ dễ chịu. Đây là cái lưỡi làm từ thép nhíp ô tô nhá. Đặc điểm của thép nhíp ô tô là nó cực kỳ sắc bén, rèn thủ công hết, sản phẩm của bên đơn vị tôi là rèn thủ công hết 100%. Và cái nhíp ấy, đặc điểm nhíp của là xe là nó cực kỳ sắc bén, sắc rất là lâu. Đây bây giờ tôi sẽ thử này, một cái phần khó hơn nữa là bây giờ tôi sẽ thử thử thái cái thịt khô này, cái cục thịt khô này, tức là thịt này là thịt treo các bếp ấy, nhưng mà cái thịt này là thịt lợn thôi. Ở trên quê chúng tôi thì vào sau Tết là có hay hay mọi người dân ấy, ngày xưa chưa có tủ lạnh thì người ta hay 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 lấy cái này về tẩm gia vị, xong người ta bắt đầu móc vào, móc xong là treo lên trên cái bếp lửa đi, thì cái những cái miếng thịt này nó rất là cứng, nó rất là cứng và dai. Nếu mà con dao nào không tốt là thái những miếng thịt này là cũng 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 hơi vất vả đấy. Đây là những miếng thịt nó rất là cứng và dai nhá, kể cả cái bì này cực kỳ dai luôn. Thế tôi sẽ thử lấy con dao này, tôi thử lấy con dao này, tôi sẽ thái thử nhé, mọi người để ý nhé. Nào, đây là các clip của tôi làm ấy, tôi trải nghiệm thực tế luôn chứ tôi không quảng cáo đâu nhé. Bên đơn vị của tôi là đặt ra những cái tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm là cao hơn so với mic bình thường. Đạt được cái tiêu chuẩn thì chúng tôi mới cho ra bán ra thị trường, không nứt vỡ, không cong bênh nhá. Bây giờ tôi sẽ thử này, tôi không quảng cáo đâu nhá, tôi sẽ thử này. Đó, mọi người để ý này, thấy không? Đó, ui, mỏng dã man luôn này. Đây, thịt khô nhá, đây là thịt khô nhá, không phải thịt tươi đâu nhá. Đó, thấy không? Đây, đây là con dao sau khi thái xong này, còn đây là miếng thịt này, đây, thịt khô này, mỏng dính luôn, đó cái nét của nó rất là sắc, đó. Và mọi người khi mà mọi người mua cái sản phẩm này về ấy, mọi người lưu ý giúp tôi là các sản phẩm này là sản phẩm dao thái nhá, mọi người không nên lấy đi chặt. Có nhiều bác là lúc đầu là lấy về xong rồi là dao thái, nhưng mà các bác là hay lấy đi chặt, nhưng mà con dao này nhé là chúng tôi chia sẻ luôn là con dao này khi trong cái quá trình sử dụng mọi người này, mọi người không lấy đi chặt những cái vật cứng như là xương, bởi vì là cái độ dày của nó, cái độ dày của con dao này nó rất là mỏng, nó chỉ là một phân một 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 phẩy năm 1 đến 1,5 ly thôi, nó rất mỏng, nó dành cho cái việc là nó chuyên thái thôi, chứ mọi người đừng lấy đi chặt xương này, chặt gà này, hay là mọi người lấy đi chặt những cái vật như cứng như là thép, tất cả mọi thứ để mọi người test nhé. Gỗ cứng các thứ là mọi người đừng có lấy đi chặt rồi là test thử, bởi vì là những cái trường hợp như thế này thì tôi cũng muốn chia sẻ luôn là để tránh những cái trường hợp nó đáng tiếc xảy ra khi mà mình chặt vào những cái vật cứng thì nó hay bị mẻ đi. Tất nhiên nó mẻ nó mỏng dính, có một phân rưỡi, có một độ dày của nó có 1 ly đến 1,5 ly thôi, thì tất nhiên cái độ dày của nó rất là mỏng thôi. Mọi người đi chặt thì kiểu gì nó cũng vỡ, nó cũng nứt, nó cũng mẻ. Còn con dao nó dày hơn thì nó mới mới sử dụng cho các chức năng đấy nhá. Mọi người lưu ý nhá, không lấy đi chặt những cái vật cứng này như xương này, như chặt gà hay là những cái vật cứng nhá. Mọi người lưu ý nhá, tôi muốn chia sẻ này để làm sao để mà khi mọi người mua về sử dụng sản phẩm đúng với mục đích, đúng với nhu cầu sử dụng của mọi người, để làm sao con dao này nó được bền, nó được lâu nhất, để làm sao nó tối ưu được cái hiệu quả của mọi người nhé. Chứ không phải là tôi lúc nào tôi cũng 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 là nói là sản phẩm này có thể làm được mọi thứ, rồi là chặt sắt chặt thép các thứ để mà quảng bá cái sản phẩm của mình đâu. Tôi không bao giờ tôi làm những cái điều đó, tôi không bao giờ tôi nói sai về cái sản phẩm của mình nhé. Còn trong những cái trường hợp mà mọi người muốn mua cái sản phẩm này, mọi người liên hệ cho chúng tôi qua cái số điện thoại là 0987 240 733 duy nhất nhé. Đây là số điện thoại duy nhất của tôi, và đấy là số điện thoại của hợp tác xã Gia Phúc Sen, đấy là tổng đài đấy. Còn những cái số điện thoại nào khác mà người ta cứ nhân danh là mọi người cũng phải phải cẩn thận và lưu ý nhá. Không thì người ta nhân, ví dụ người ta nhân danh hợp tác xã Dông Sen, nhưng mà người ta lại những cái đặc điểm nhận dạng như là cái logo HTX Dông Sen không có này, cái tem chống hàng giả trên này mình không có này. Đó, thì khi đó là mọi người khi mà nhận hàng thì người ta bóc ra kiểm tra. Nếu mà không có những cái đấy thì mọi người lưu ý nhá. Còn trong cái hộp hàng của tôi còn có một cái hóa đơn nữa, hóa đơn đóng dấu đỏ của HTX Giao Quốc Sen nữa, thì mọi người yên tâm nhé. Rồi cái clip review và chia sẻ về cái sản phẩm này của tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu mọi người cảm thấy hay, mọi người cố gắng đăng ký hoặc là like cái video này hộ tôi nhé, để mà ủng hộ chúng tôi, để chúng tôi có nhiều động lực hơn làm những cái video giới thiệu về sản phẩm này, tư vấn về sản phẩm này, chia sẻ về các tính năng của sản phẩm, những cái lưu ý trong quá trình sử dụng, để mọi người mai này mọi người có thể là
là có nhiều kiến thức hơn trong cái quá trình sử dụng các con dao thủ công như bên đơn vị của hợp tác xã Dao Búc Xanh chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.